Chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu thêm một thực phẩm dưỡng sinh mà chúng ta nên ăn, đó là nho khô. Để về quan điểm ăn uống cân bằng âm dương trong dưỡng sinh thì chúng ta nên ăn những trái cây sấy, trái cây khô sẽ tốt hơn là ăn những trái cây tươi. Khi khô là nó sẽ giảm cái lượng nước lại thì chúng ta ăn vào nó sẽ dương hơn là ăn những trái cây tươi. Trái cây tươi thì cái lượng nước trong trái cây nó còn nhiều. Thì khi ăn trái cây tươi nó sẽ thuộc âm tính hơn là dương, nên nếu mà chúng ta muốn cân bằng âm dương tốt thì chúng ta ăn những trái cây khô và những trái cây sấy sẽ tốt hơn, nhất là những người lớn tuổi. Nếu trong nhà có người lớn tuổi thì chúng ta nên hạn chế cho họ ăn uống những đồ âm, có nghĩa là hạn chế cho họ uống nước, hạn chế cho họ ăn rau củ trái cây nhiều, bởi vì những thứ đó là những thứ âm. Thịt cá trứng bơ sữa cũng phải hạn chế tối đa, những thứ đó rất là khó tiêu, nên cho họ ăn tuyệt đối theo phương pháp dưỡng sinh là tốt nhất. Và người trẻ chúng ta cũng như vậy, tốt nhất là chúng ta nên ăn theo phương pháp dưỡng sinh thì sẽ có lợi cho sức khỏe của chúng ta lâu dài. Lâu dài chúng ta sẽ không sợ bị béo phì, tăng cân, bị những bệnh như tim mạch, tiểu đường, cao huyết áp, dạ dày, gan, thận, vân vân. Còn nếu chúng ta ăn uống cho theo cái lối mà cho ngon miệng thì rất là có hại, bởi vì nếu chúng ta ăn chuộng theo sự ngon miệng, chúng ta sẽ nhai không có kỹ, và khi mà ăn ngon miệng chúng ta sẽ ăn nhiều và nuốt vội thì sẽ rất có hại cho dạ dày của chúng ta, và lâu dài là sẽ không tốt cho sức khỏe của chúng ta. Cho nên chúng ta ăn uống một cái lối ăn giản dị có chọn lọc là tốt nhất, không nên ăn uống cầu kỳ chạy theo sự ngon miệng. Cho nên những vua chúa hồi xưa thì họ thường không có sức khỏe tốt và họ thường sống không có thọ, do họ ăn sơn hào hải vị mỗi ngày rất nhiều và họ lại ít vận động, ít ra nắng ra gió, ít vận động. Một cái lối sống như vậy rất là có hại cho sức khỏe. Cho nên để có sức khỏe tốt thì cái quan trọng đầu tiên là chúng ta giữ cho tâm trí thanh tịnh, thứ nhì là ăn uống dưỡng sinh lành mạnh, sống một lối sống lành mạnh, ăn uống ngủ nghỉ điều độ thuận với tự nhiên, đúng giờ đúng giấc, không thức khuya, không ăn khuya, ngủ sớm, thức sớm, vận động và chú trọng bữa ăn sáng. Với lại chúng ta phải rèn luyện thân thể thường xuyên, chúng ta không cần phải tập thể hình hay tập luyện gì nặng nhiều, chúng ta chỉ cần vận động nhẹ là được rồi. Miễn là có vận động, đừng có ăn không ngồi rồi là không có tốt cho sức khỏe. Chúng ta làm việc nhà là cũng tốt, là cũng có vận động. Nhưng mà yếu tố quan trọng nhất vẫn là giữ cho tâm trí thanh tịnh, ít lo âu, ít phiền muộn, ít buồn phiền, là yếu tố quan trọng nhất để có một sức khỏe tốt. Thời Đức Phật còn tại thế, ông ăn một ngày chỉ có một bữa đúng ngọ, nhưng mà ông vẫn có sức khỏe rất là tốt và trí tuệ rất là minh mẫn, do tâm trí của ông đã được thanh tịnh hoàn toàn. Cho nên cái phần tâm của chúng ta là quan trọng nhất, tâm phải tịnh, thân phải động thì chúng ta mới có sức khỏe tốt. Rồi, chúc mọi người có nhiều sức khỏe, luôn an lành, hạnh phúc trong cuộc sống, bên gia đình, mọi người thân. Chào mọi người.